anh xem bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường, chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81, và Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây có Nhật Bản, à. Quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản ở dưới có, ở dưới như Japan, Japan cộng 81, quý vị ấn 080 681 7379 70 ấn. Đấy, nó ra Viettel JP hàng Nhật nội địa anh quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhé. Rồi, xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok, xong, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, anh chị cô chú quay trở lại kênh Việt Phú. Nay thì Việt Phú tiếp tục gửi tới quý vị anh chị cô chú một bộ la bông 201. Đây là một sản phẩm Made in Mexico 201 series 5 nha quý vị nhé. Còn rất là đẹp. Đây thì vì công việc bận một chút nên là ban ngày Việt Phú chưa quay được, tối quay cho quý vị cùng xem. Nhìn qua ánh đèn thì nó càng thấy đẹp hơn. Vì nó có còn rất là mới nên là nó nhìn cái ánh đèn thì nó long lanh hơn là phòng quay ở bên ngày. Ngày thì nó ngược sáng nên là không được đẹp lắm vì cái ánh sáng nó không được lấy được hết cái phần tự nhiên. Thì phía trước nó rất là đẹp như vậy, cả cái e-căng nó thì có một chút như kiểu cái gì nó mẫu vào một chút ở đây, không vấn đề gì cả. Cái sản phẩm này thì Việt Phú mới sưu tầm được thì vẫn còn nguyên zin nha quý vị. Em sẽ tháo cái căng ra cho quý vị anh chị cùng xem. Cái căng nó rất là chặt. À, đây quý vị cô chú nhá. Đây là một cái sản phẩm bầu 201 này. Thì cái loa này vẫn còn nguyên này. Ốc nhái rồi gân loa, màng loa đều rất là đẹp, còn rất là đẹp nha quý vị. Cái 201 này thì bát của nó vẫn là bát 16 thôi quý vị. Đấy, thì có rất đẹp, em sẽ quay ở phía sau quý vị chịu chú cùng xem. Đây là vết tháo cái căng, nó móng tay nó cào một chút, không vấn đề gì. Đây là phần bên hông nha quý vị, còn vẫn rất là đẹp quý vị. Đây là mặt sau của nó. Đây thì vì bên trên này có hai cái đai ốc, người ta gắn ốc để treo trên trần nhà nên là em để nó ngoảnh lên trên một chút nên là cái phần logo nó hơi ngược một chút. Được, đây thì có cũng có thể nhìn được, đây là nó Made in Mexico này. Đấy, Made in Mexico. In the USA này, Made in Mexico này quý vị nhá. Con này thì công suất từ 60W đối với gì đó, 60W 8 ohm này. Và có nếu ở 6 ohm thì nó người ta không ghi rõ ở đây. Còn đây là cái bên trái quý vị nhé, series của nó, số series của nó là đây quý vị nhé, số series của nó 0305 này, 4AP nhé. Và cuối cùng là 4AP. Em sẽ quay sang cái loa bên phải, nó còn rất là đẹp nha quý vị nhé. Đấy, có thể nhìn thấy rất là sáng, long lanh luôn. Thì em sẽ test nhạc sau, đây căng của nó. Căng cũng còn rất là ok. Còn đây là cái bên này. Vì em trước em có hai lôi loa bầu nhưng mà khách đã lấy rồi, em đã đóng hàng. Đấy, thì sang bên cái bên phải này. Cái đó là 0350, vẫn là 030305 như vậy. Ở phía sau đó là 11P nhé. Đấy. Cũng còn rất là ok, không hầu như là không có vấn đề gì về cái ngoại hình để đáng chê cả. Còn bên này thì em cũng tháo e căng ra quý vị xem luôn, còn vẫn còn rất là nguyên nguyên zin nguyên đai nguyên kiện hết thôi, không không có vấn đề gì cả. Đôi này thì thực sự nói rất đẹp, nghe nó cũng rất là ok. Em đã úp một đoạn nhạc có lời ở trên trang Facebook Viết Phú JP hàng Nhật chính hãng của em, thì quý vị vào like fanpage và cập nhật những thông tin khác em có đăng ở trên đấy cụ thể hơn một chút so với ở trên Zalo. Zalo thì vì trên máy tính em hay ngồi máy tính nên là vào máy tính thì không đăng được bài trên Zalo, đăng trên điện thoại thôi.
Em này em hay chụp ảnh màn hình những cái em đăng trên Facebook và em đăng trên Zalo bằng cái điện thoại. Còn trên Facebook thì nó sẽ có cái cụ thể hơn, ví dụ như các ví dụ các thực phẩm chức năng chẳng hạn, hoặc là cái loa, hoặc là cái máy ion kiềm chẳng hạn, thì nó sẽ là chi tiết cụ thể thuốc ngày uống bao nhiêu viên cho người bao nhiêu tuổi, rồi các cái thông tin khác. Đây quý vị nhé, đây thì cái bên cái bên phải này thì vẫn là ngọn rất là long lanh này, từ từ con ốc cho đến màng loa gân loa luôn nhé, rất là đẹp. Bên dưới thì vẫn là cặp Sansui S700XD của em thôi, và cái loa trầm Yamaha 150 FWK 105 chứ, con này cũng đánh rất là chắc tiếng. Ở bên này đổi lôi đôi Sansui S700XD này thì bát 20 và công suất 150W một loa, loa bao quay quý vị, đây có ghi rõ ràng bao quay speaker Sansui Made in Japan luôn quý vị, cái loa này Made in Mexico, lắp cái căng vào và test một bản nhạc rất nhiều nhạc không lời để đăng trên YouTube, tránh việc bị đánh bản quyền nha quý vị. Em sẽ đăng lên, còn quý vị vào trang Facebook của em sẽ có nhạc có lời, nghe sẽ cụ thể hơn. Đây thì em sẽ bật một đoạn nhạc không lời quý vị cùng nghe nhé. Nói quý vị nghe thể nghe tiếng của nó đánh rất là chắc, thì cái tiếng bass của cái 21C5 mà đánh rất là hay, và cái nhạc cái lời cũng rất là trong. Thì em bật một đoạn nhạc ngắn để cho quý vị cùng nghe thử về cái chất âm của loa này. Còn về cái nhạc cụ thể có lời thì quý vị mời quý vị vào trang fanpage với Phú JP nhạc chị Hằng của em để nghe và cùng theo dõi các sản phẩm khác. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau ạ.